cháu biết là giải đấu lần này có thay đổi gì nhiều so với giải đấu lần đầu tiên? So với lần đầu tiên tổ chức thì giải lần thứ hai này có hai sự thay đổi. Thứ nhất là các bốn đội sau khi họ thua tứ kết Serie A sẽ vẫn còn cơ hội để họ tranh với bốn đội đứng thứ ba của bốn bảng để tiếp tục tranh vô địch Serie B. Điều thứ hai là chúng tôi rất là cao cái vấn đề tinh thần fair play trong giải Metro Cup. Đó là lý do chúng tôi trao cái cúp cho đội đạt giải fair play lần này mà lần trước chúng tôi không có. Giải Metro Cup là một giải đấu rất là mới mẻ. Nhưng lại được rất nhiều các đội bóng có tiếng trên thành phố Hồ Chí Minh tham gia tranh tài. Vậy đâu là cái điểm nổi bật để cho các đội bóng tới với giải đấu? Tôi nghĩ là không có nhiều cái sân chơi dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các sân chơi dành cho các bạn trẻ dưới 23 tuổi. Và Metro Cup chúng tôi hướng đến cái phân khúc là bóng đá học đường. Tôi nghĩ đó là một cơ hội để cho các đội có nhiều tuổi trẻ tham gia. Đó là lý do vì sao tôi tin là các đội bóng có cầu thủ trẻ họ chọn Metro Cup để gửi gắm niềm tin của mình và để tham gia giải. Metro là một cái tên giải đấu và tên của câu lạc bộ. Rất là nhiều người thắc mắc về cái tên này. Vậy anh có thể cho biết ý nghĩa của cái tên này được không? Metro FC là nó cũng xuất phát từ một cái chuyện rất là cá nhân, đó là tên của con trai của tôi. Tôi rất là yêu mến con trai và muốn đặt đội bóng tên là Metro FC như là một món quà rất đẹp dành tặng cho con trai.